Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Thời điểm mà tập này lên sóng thì nó cũng là cái lúc mà Việt Nam chúng ta đang vào một cái kỳ lễ lớn. Mọi người được nghỉ khá là dài ngày. Và hôm giờ khi mà xem tin tức thì chắc là các anh chị cũng thấy báo đài họ đưa tin rất là nhiều về cái việc đường xá rất là đông đúc. Những cái cửa ngõ ra vào ở các cái thành phố lớn, xe cộ nó xếp hàng dài. Có những nơi mà nó kẹt xe hàng mấy tiếng đồng hồ dưới cái trời nắng nóng oi bức của cái mùa này. Trên đường đi thì nó vừa đông mà nó lại vừa nguy hiểm. Mà đó là chỉ mới nói tới cái đoạn đường đi thôi. Khi mà tới nơi thì phòng ốc khách sạn khắp nơi đều cháy phòng hết. Giá phòng thì đắt đỏ. Tới những cái điểm du lịch thì nó đông đúc. Giá cả nó cũng trên trời. Mà cũng vì quá đông đúc cho nên chất lượng phục vụ nó sẽ kém đi. Đi tới đâu thì cũng chen chúc toàn người là người. Những cái này thì ai mà đã đi chơi vào những ngày này rồi thì chắc là hiểu rất rõ những gì mà tôi vừa miêu tả. Và cái câu chuyện này thì nó cứ lặp đi lặp lại hàng năm. Mà cũng không nhất thiết là phải hàng năm. Bất kỳ một cái dịp lễ lớn nào, nghỉ được vài ngày một chút là cái tình trạng này nó lại lặp lại. Với cá nhân tôi thì từ trước tới giờ, dù là ở nước nào đi nữa, thì tôi đều hầu như là không có ra đường vào những cái ngày lễ Tết như vậy. Đây nó sẽ là cái dịp mà tôi sẽ ở lại những cái thành phố lớn. Ví dụ ở Việt Nam thì tôi sẽ ở lại Sài Gòn, còn ở Úc thì tôi sẽ ở lại Sydney. Và tôi sẽ ở nhà hoặc là sang nhà bạn bè chơi. Với tôi thì một khi mà đã quyết định đi chơi hay là đi du lịch, thì tôi chỉ chọn đi vào những ngày thường. Khi đó thì mọi thứ nó đều yên bình. Do là ít khách cho nên cái chất lượng phục vụ nó cũng sẽ chu đáo hơn. Giá cả nó cũng rẻ hơn. Nói chung là mọi cái trải nghiệm nó đều tốt hơn. Và những người bạn bè xung quanh của tôi cũng đều như vậy. Những dịp lễ Tết như vậy là cái dịp mà mọi người sẽ được trải nghiệm cái sự im lặng và vắng vẻ của Sài Gòn so với ngày thường. Họ chỉ đi chơi vào những cái ngày thường ở trong tuần. Nhưng mà câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao đa số những người còn lại thì người ta lại không làm như vậy? Người ta biết như vậy, nhưng mà cứ tới hẹn lại lên. Mọi người vẫn cứ dắt díu nhau đi ra đường vào những ngày này, để rồi là bị hành xác như vậy. Và không cần phải mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, thì chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm ra được câu trả lời. Đó là không phải là người ta không biết những cái điều như vậy, mà là do đại đa số mọi người, họ đều không có sự lựa chọn. Họ không có được cái sự tự do để cho phép mình được đi chơi vào những ngày thường, để mà họ có những cái trải nghiệm tốt hơn. Đại đa số mọi người sẽ bị rơi vào hai cái lý do. Thứ nhất, đó là những ngày thường thì con cái họ phải đi học. Và thứ hai là những ngày thường thì bản thân họ cũng phải đi làm. Chúng ta tạm để cái chuyện con cái đi học sang một bên, bởi vì đó là cái chuyện mà hầu hết những ai đã có gia đình thì họ đều bắt buộc phải chịu. Gần như là không có sự lựa chọn. Còn cái lý do lớn còn lại, đó là chuyện công việc. Đại đa số mọi người trong những ngày thường thì ai ai cũng đều phải tất bật, sáng chạy đi, tối chạy về. Mỗi năm, mọi người sẽ có được 12 ngày phép. Cho nên thường thì mọi người cũng sẽ để dành cho những cái dịp đặc biệt hoặc là những cái trường hợp bất khả kháng. Thành ra cho nên cái cách duy nhất là người ta phải lao ra đường để đi chơi vào những cái dịp lễ. Để rồi kết quả là họ phải chịu những cái cảnh bị hành xác như vậy. Và từ cái câu chuyện nhỏ này, nó dẫn chúng ta về với một cái chủ đề mà tôi vẫn thường hay chia sẻ với các anh chị rất nhiều ở trên podcast này. Đó là cái sự phụ thuộc vào tiền bạc. Nó sẽ dẫn tới cái sự phụ thuộc về công việc. Đặc biệt là trong những cái trường hợp mà người ta chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất. Đó là nguồn thu nhập từ tiền lương. Khi đó thì người ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài cái việc là họ phải đi làm và họ phải gò ép cuộc sống của mình vào những cái quy định của cái công ty hay cái công việc mà họ đang làm. Khi đó thì người ta cho nghỉ bao nhiêu ngày
thì mình nghỉ bấy nhiêu ngày, cho nghỉ lúc nào thì mình nghỉ, bắt làm lúc nào thì mình làm. Nếu mà không muốn mất đi những cái nguồn thu nhập duy nhất đó, để rồi họ không thể nuôi sống được gia đình nữa. Từ cái câu chuyện nhỏ này, nó cho chúng ta thấy được là trong cuộc sống, nếu mà chúng ta không chủ động hoạch định cuộc sống của mình, thì xã hội nó sẽ tự động, nó vạch sẵn cho chúng ta cái cách mà chúng ta phải làm như thế nào, phải nghĩ như thế nào, phải chơi như thế nào, và sau cùng là phải sống như thế nào. Lựa chọn là ở chúng ta. Chúng ta có dám chủ động đứng ra để mà thiết kế riêng cho mình một cái cuộc sống mà mình muốn hướng tới hay không? Bây giờ thay vì là chúng ta phải sống theo những cái công thức định sẵn như vậy, thì chúng ta phải được sống theo cái lịch trình riêng của mình. Chúng ta có thể làm những cái việc mà chúng ta thích, tới những cái nơi mà chúng ta muốn tới, vào những cái lúc mà chúng ta muốn đi. Và để mà có thể làm được những cái việc đó, thì chúng ta phải cắt được cái sự lệ thuộc vào những cái công việc cố định kia. Mà sâu xa hơn phía sau đó, nó chính là chúng ta phải tách mình ra được khỏi cái sự lệ thuộc vào tiền bạc. Đó nó sẽ là cái cách để mà chúng ta có thể sống được một cuộc đời riêng theo cái cách của mình, một cách có ý nghĩa hơn. Đó cũng là cái lý do vì sao mà trong xuyên suốt hơn 100+ tập podcast vừa qua, tôi đã cố gắng chia sẻ cho các anh chị những cái hành trình như là hành trình về tự do tài chính, cái cách để hoạch định công việc như thế nào, cách để mà chúng ta có thể tư duy cho cuộc sống ra sao, để từ đó chúng ta có thể sống một cuộc đời tự do và đáng sống hơn. Khi mà tôi chia sẻ những cái nội dung về cái hành trình tự do tài chính chẳng hạn, hay là những cái phương pháp để đầu tư lâu dài, đầu tư chậm nhưng mà chắc, thì có nhiều người họ thường hay vào họ phản biện, đó là cuộc sống có bao lâu đâu mà chúng ta cứ phải tích góp, cứ phải cắt cụm hàng ngày, rồi phải dành ra những cái khoảng thời gian rất là dài, 5 năm, 10 năm để sống thắt lưng buộc bụng. Thay vì vậy, tại sao chúng ta không tận hưởng cuộc sống vào ngay cái lúc này đi? Tuy nhiên, qua những cái quan sát từ một cái việc đơn giản như là cái việc đi chơi lễ như vậy, chúng ta lại có dịp đặt lại cái câu hỏi, đó là liệu cái cuộc sống mà mọi người thường hay ca tụng, đó là chúng ta có thể tận hưởng ngay lúc này, liệu nó có phải là một cái cuộc sống trọn vẹn hay chưa? Và ở góc nhìn của cá nhân tôi thì câu trả lời là chưa. Chúng ta không thể gọi đó là một cái cuộc sống trọn vẹn được khi mà mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta nó đều được người khác lập trình sẵn. Chúng ta lớn lên, chúng ta đi học, rồi lên đại học. Xong đại học thì xin một cái công việc ổn định nào đó, rồi lập gia đình, rồi sinh con đẻ cái, rồi mỗi năm có 12 ngày phép. Những cái dịp lễ Tết thì lại đổ ra đường, chen chúc nhau như vậy. Tôi tin là chúng ta hoàn toàn có thể tự thiết kế và tự xây dựng lại cho mình những cái cuộc sống chất lượng hơn, để từ đó chúng ta tạo ra nhiều giá trị hơn, không chỉ là cho bản thân chúng ta, mà xa hơn là còn cho xung quanh. Và đó cũng là tất cả những gì mà tôi cố gắng tôi truyền tải, tôi chia sẻ với các anh chị trong cái chuỗi podcast này. Tập hôm nay chỉ là một tập ngắn, lại rơi vào đúng cái dịp lễ, cho nên tôi không có ý muốn mang đến cho mọi người một cái bức tranh nó quá u ám. Chỉ mong sao là qua những cái dịp như vậy, chúng ta sẽ có thời gian để chiêm nghiệm lại đôi chút về những cái con đường mà mình đang đi, để biết đâu sau đó khi quay trở lại cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ có những cái chuẩn bị và những cái thay đổi tích cực hơn. Thì đó là đôi chút suy nghĩ mà tôi muốn gửi đến các anh chị trong tập podcast ngắn ngày hôm nay. Chúc cho các anh chị và gia đình một kỳ nghỉ lễ thật bình an và hạnh phúc. Nếu thích bài nói chuyện ngày hôm nay thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like ở bên dưới video. Ngoài ra, nếu thấy những nội dung mà tôi chia sẻ là hữu ích thì các anh chị có thể cân nhắc bấm thêm vào cái nút đăng ký kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.